Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Girl Secret. Đừng quên là bấm follow mình trên Instagram Trinh sẽ gặp Lucia nha. Bây giờ cũng bắt đầu vào video thôi. Mình phải nói đến một cái đôi giày rất là nổi tiếng. Nổi tiếng ở đây là bởi vì cái tính dễ phổ đồ của nó, trông nhìn nó hơi cộc và hơi thô đúng không? Thế nhưng mà khi bạn mang đôi giày này thì mang bộ nào thì sẽ chất cái bộ đó. Bên cạnh đó thì Vans nó cũng cực kỳ rẻ so với lại Nike và Adidas. Và nếu như bạn thiên hướng fashion hơn á thì Vans chắc chắn sẽ ăn đứt Adidas và Nike. À, cho mình nói qua cái áo hai dây của mình luôn nha. Nếu như bạn là một người có tướng hơi ổn thì mình khuyên rằng bạn nên chọn một cái áo hai dây nó hơi ôm sát, bởi vì bạn sẽ tôn được cái dáng hơn. Cạnh đó thì bạn cũng có thể khoe được đôi vai trần quyến rũ và sexy. Tiếp theo đó thì bạn sẽ khoác lên mình một cái chiếc áo jean. Và đây cũng là một trong những cái item bạn nên có ở Việt Nam, bởi vì thời tiết thì nắng nóng, ai cũng cần áo khoác. Vậy nên là tại sao chúng mình không biến nó trở thành một cái phụ kiện fashion and chic. Ok, nếu bạn nghĩ rằng mặc quần dài nó quá bối thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển qua cái quần đùi trắng. Và đây là một trong những cái item mà các bạn cần phải có nha các bạn nữ, bởi vì nó sẽ giúp các bạn chân dài hơn, sexy hơn và cá tính hơn nữa. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ rất là dễ di chuyển. Nhược điểm của Vans đó chính là nó sẽ hơi bị đau chân khi các bạn mới đi nha. Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ càng ngày càng dễ đi. Ok, nếu bạn nghĩ quần đùi trắng sẽ hơi sexy đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ qua một cái hướng gọi là hơi chic, nhẹ nhàng, nữ tính cũng không kém phần xanh điệu nhé. Ê, bộ đồ này chúng mình phải nhẹ nhàng Trinh ơi. Đây. Ok, tiếp theo đó chính là một cái quần jeans. Cá nhân của mình thì mình khuyên rằng các bạn nữ hãy nên chọn một cái quần jean như thế này, kiểu boyfriend hoặc là baggy. Bởi vì theo mình thì cái quần jean tight basic nó quá basic để chúng mình có thể ăn diện đồ. Bên cạnh đó thì những cái loại quần jean như thế này nè, nó sẽ khiến các bạn ăn diện chic hơn, thoải mái hơn và nhìn nó năng động, và các bạn có thể phối được nhiều đồ khác nhau. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển qua một cái áo hai dây cũ. Các bạn thấy là mình rất là cá tính, cũng không kém phần sexy đúng không? Wow, who's that? À, video này thì mình cố gắng sử dụng ít item nhất có thể, nên là các bạn sẽ thấy mình sử dụng lại những cái item trước đó nha. Wow, bạn thấy không? Quan trọng là chúng mình cần phải biết phối đồ, chứ không cần phải mua quá nhiều item đâu. Yeah, khi mình thích là dancer nhưng mẹ mình lại bắt mình làm YouTube là đây đó. Ok, tiếp theo đó chính là một cái túi hộp. Túi là một trong những phụ kiện mà những chị em của chúng mình cực kỳ cần. Vậy nên là tại sao chúng mình không biến nó cũng trở thành một cái items nào đó giúp chúng mình trở nên chic hơn. Một tip chọn túi cho các bạn đó chính là hãy chọn những cái chiếc túi đen hộp đơn giản nhất có thể. Ok, bởi vì tông là đen và trắng nên cho mình thay cái áo nha. Nếu như bạn không muốn đầu tư cho một cái áo khoác jean thì các bạn có thể sử dụng một cái chiếc áo sơ mi tối màu của ba mẹ, anh chị em hàng xóm đã nhìn và cắt nó, là các bạn đã có một cái chiếc áo khoác điệu đà giống như mình trong video này rồi nè. Các bạn hãy nhớ là mua một chiếc túi có bề rộng vừa phải để chúng mình có thể để đồ nữa nha. Cuối cùng đó chính là một chiếc áo bra. Và đây là thời điểm những bạn lép cần phải đối diện với sự thật đây. Cá nhân của mình thì trước đây mình hay mặc áo ngực có mút khá là dày, bởi vì mình khá là tự ti với ngực của mình. Thế nhưng những chiếc bra như thế này sẽ không làm mình bị ám ảnh khi mặc bra nữa. Và khi mà mình chấp nhận được cái bản thân của mình có một cái đôi ngực lép thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ok, video đến đây là đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye.